ngày 16 tháng 2, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh dùng cảnh sát biển 3 đã dẫn giải tàu TG 93698TS chở khoảng 25.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc về tới cảng hải đội 301 tại thành phố Dũng Tàu để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 14 tháng 2, tại vùng biển cách phía đông nam, côn đảo khoảng 60 hải lý, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh dùng cảnh sát biển 3 đã phát hiện tàu giỏ gỗ số hiệu TG 93698TS có dấu hiệu gây vấn nên tiến hành kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 4 thuyền viên do ông Quỳnh Tấn Đạo sinh năm 1979, có hộ khẩu thường trú tại phường 3 thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang làm thuyền trưởng. Theo lời khai ban đầu của thuyền trưởng thì tàu TC93698TS đang vận chuyển khoảng 25.000 lít dầu DO nhưng không xuất trình được hóa đơn cũng như giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc của hàng hóa. Ngoài ra các thuyền viên không có bằng cấp chứng chỉ chuyên môn hiện lực lượng chức năng của bộ tư lệnh dùng cảnh sát biển ba đã lập biên bản vi phạm hành chính đưa tàu về dũng tàu tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật